Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ngày 5 tháng 3, thông tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa cho biết vừa phát thông tin chính thức liên quan đơn tố cáo bà Vũ Thị Thúy Hát, nữ hiệu trưởng trường tiểu học Đông Thọ, bị tố cáo ăn bớt tiền ăn bán chú của học sinh nhà trường. Theo đó, thời gian gần đây, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đơn cầu cứu, xưng là tập thể phụ huynh trường tiểu học Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, kèm một file ghi âm có thời lượng 14 phút 39 giây, được cho là ghi âm cuộc ngã giá giữa đơn vị trúng thầu nấu ăn bán chú cho học sinh, trường tiểu học Đông Thọ và bà Vũ Thị Thúy Hà, hiệu trưởng trường tiểu học Đông Thọ. Sau khi nghe lại nhiều lần đoạn ghi âm, chúng tôi nhận thấy đây là cuộc đối thoại giữa một người đàn ông và một người phụ nữ trung tuổi, trong đó thể hiện nhiều nội dung trao đổi từ việc nhập gạo để nấu ăn cho học sinh đến việc hỗ trợ tiền chi phí bảo vệ, y tế, tiền sửa chữa văn phòng, tiền sửa chữa nhà bếp. Đặc biệt, trong cuộc đối thoại có nói đến việc để lại 7.000 đồng, có thể ám chỉ cắt 7.000 đồng một suất ăn một ngày. Theo tìm hiểu được biết, năm học 2023-2024, trường tiểu học Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa có khoảng 1.500 học sinh. Một phụ huynh có con đang học lớp 1 ở đây cho biết, hàng tháng học sinh ăn bán chú nộp mỗi em là 709.000 đồng, bao gồm bữa ăn chính, bữa trưa và bữa ăn phụ vào giữa buổi chiều. Về vấn đề này, tại văn bản số 1452 UBNZVP ngày 14 tháng 3 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Hóa thể hiện, sau khi cấp ủy chính quyền thành phố thanh hóa nhận được đơn tố cáo kèm theo file ghi âm và các nguồn đơn của cấp trên chuyển đến để giải quyết vụ việc được đúng theo quy định đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật ủy ban nhân dân thành phố thanh hóa đã có văn bản chỉ đạo kèm theo đơn và tài liệu có liên quan đến cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thanh hóa để kiểm tra xác minh theo đó, ngày 29 tháng 2 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thanh Hóa đã có quyết định về việc phân công giải quyết nguồn tin theo quy định của pháp luật đối với vụ việc trên. Ngày 28 tháng 2 năm 2024, Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Hóa nhận được đơn xin thôi giữ chức vụ của bà Nguyễn Thị Thúy Hà, hiệu trưởng trường tiểu học Đông Thọ thành phố Thanh Hóa với lý do bị bệnh hiểm nghèo. Qua nghiên cứu hồ sơ bệnh án và các quy định pháp luật, ngày 7 tháng 3 năm 2024, Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Hóa có quyết định về việc thôi giữ chức vụ hiệu trưởng trường tiểu học Đồng Thọ, thành phố Thanh Hóa đối với bà Vũ Thị Thúy Hà. Vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thanh Hóa vào cuộc điều tra làm rõ. Liên quan tới vấn đề ăn bán chú cho học sinh trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, trong tháng 12 năm 2023 đã xảy ra một vụ việc khiến nhiều học sinh và phụ huynh hoang mang. Theo đó, ngày 21 tháng 12, trường tiểu học Điện Biên 1, thành phố Thanh Hóa có khoảng 1.380 học sinh, 35 giáo viên, 23 nhân viên ăn tại bếp ăn tập thể của nhà trường. Nhà trường ký hợp đồng với công ty cổ phần thương mại phát triển dịch vụ Phúc Nguyễn để cung ứng thực phẩm và chế biến suất ăn tại bếp ăn tập thể. Đến đêm cùng ngày, một số học sinh và giáo viên có biểu hiện rối loạn tiêu hóa, đau bụng, nôn, tiêu chảy. Tổng số học sinh bị là 20 em và một giáo viên của nhà trường. Rất may sau đó các nạn nhân đều hồi phục xuất viện. Sau khi sự việc xảy ra, ngành chức năng của thành phố Thanh Hóa đã phối hợp với Tri Cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm của tỉnh Thanh Hóa tiến hành lấy mẫu thức ăn gửi đi xét nghiệm. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm, mẫu lưu, không có hóa chất và vi khuẩn. Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 Bộ Quốc phòng đã thống nhất điều chuyển công tác đối với bà LTN Thiếu tá, 42 tuổi, chú tổ 8 phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, Gia Lai, đang công tác tại Bệnh viện quân y 211 đến nơi công tác khác. Hiện quân đoàn 3 cũng đã chỉ đạo Bệnh viện quân y 211 thực hiện quy trình kỷ luật đối với cán bộ nhân viên vi phạm. Chủ trương của quân đội nhân dân Việt Nam kỷ luật là sức mạnh của quân đội. Quân đoàn 3 đã chỉ đạo Bệnh viện quân y 211 thực hiện quy trình kỷ luật đối với cán bộ nhân viên vi phạm. Đây cũng là bài học nghiêm khắc gian đe cán bộ chiến sĩ của đơn vị. Trước đó, tối 29 tháng 2, trên đường Phan Đình Phùng, phường Tây Sơn, thành phố Pleiku. Công an thành phố Pleiku kiểm tra phát hiện bà N chạy ô tô biển kiểm soát 81A32333 mà trong hơi thở có nồng độ cồn 0,699 mg trên lít khí thở, không xuất trình giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe. Thời điểm dừng kiểm tra nồng độ cồn, bà N nhiều lần gọi điện thoại và đề nghị tổ kiểm tra bỏ qua vi phạm nhưng không được. Ngoài ra bà N còn không xuất trình giấy phép lái xe và giấy đăng ký xe. Đến ngày 5 tháng 3, bà N đến trụ sở công an thành phố Pleiku xuất trình một giấy đăng ký xe ô tô biển kiểm soát 81A32333 do ông NTP làm chủ sở hữu và một giấy phép lái xe hạng B2 do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Gia Lai cấp ngày 10 tháng 9 năm 2020, có giá trị đến năm 2030. Trước vi phạm trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 35,6 triệu đồng, tước bằng lái xe hạng B2 thời hạn 23 tháng đối với bà N. Theo thông tin từ lãnh đạo Tri Cục Hải quan Cửa khẩu Thanh Thủy, Cục Hải quan Nghệ An cho biết, cơ quan này đã ra quyết định đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông PHB, sinh năm 1984. Ông PHB là người đã đập vỡ kính ô tô sau va chạm giao thông xảy ra vào sáng ngày 13 tháng 3 tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Cụ thể, vào chiều ngày 14 tháng 3, một cán bộ hải quan tỉnh Nghệ An đã xác nhận người điều khiển xe máy là anh PHB, sinh năm 1984, đang công tác tại tri cục hải quan cửa khẩu Thanh Thủy, cục hải quan tỉnh Nghệ An. Anh B trong lúc lưu thông trên đường đã va chạm với ô tô đoạn ở vòng xoay đại lộ Lenin, thành phố Vinh vào sáng ngày 13 tháng 3. Vị cán bộ trên cho biết B đã điện thoại báo cáo lại toàn bộ sự việc, sau đó những người liên quan đến làm việc tại Công an Phường Hưng Dũng và Công an thành phố Vinh. Đây là sự việc đáng tiếc trong ứng xử khi tham gia giao thông. Tri Cục Hải quan Cửa khẩu Thanh Thủy đã có quyết định đình chỉ công tác đối với ông PHB. Hiện Tri Cục Hải quan Cửa khẩu Thanh Thủy cũng đang chờ kết luận chính thức từ phía cơ quan điều tra để có hình thức kỷ luật đối với ông PHB. Ông PHB là cán bộ công tác tại Tri Cục Hải quan Cửa khẩu Thanh Thủy, đóng tại địa bàn huyện Thanh Trương, tỉnh Nghệ An. Trong các ngày từ 11 đến ngày 15 tháng 3, ông PHB được triệu tập đi thi đánh giá năng lực tại thành phố Vinh. Còn anh DDH, chồng của nữ tài xế ô tô chia sẻ, sự việc xảy ra khiến gia đình mệt mỏi. Sau khi vụ việc xảy ra, người nhà tài xế xe máy đã đến xin lỗi gia đình. Người chồng cho biết, may khi người này đập vỡ kính ô tô thì kính không văng vào mặt vợ tôi, lúc anh ta ném mũ bảo hiểm cũng không trúng người, được biết tài xế xe ô tô là một nữ cán bộ quân đội. Trước đó khoảng 7 giờ sáng ngày 13 tháng 3, tại vòng xuyến ngã năm đường Trường Thi, Lê Hồng Phong, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe máy và xe ô tô. Vào thời điểm trên, nam thanh niên đi xe máy Honda Airblade đang đi vào vòng xuyến thì bất ngờ va chạm giao thông với xe ô tô Toyota Vios khiến xe máy ngã xuống đường. Sau khi ngã xe, nam thanh niên hùng hổ lập tức cởi mũ bảo hiểm đập vỡ kính lái của ô tô, rồi tiếp tục ném mũ bảo hiểm vào người lái xe ô tô. Toàn bộ hành động của nam thanh niên được người tham gia giao thông quay lại và đăng lên mạng xã hội. Nhiều người xem xong clip bày tỏ rất phẫn nộ trước hành vi hùng hổ, hủy hoại tài sản của nam thanh niên, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nghiêm. Sau khi vụ việc xảy ra, công an thành phố Vinh đã vào cuộc điều tra, hiện sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ. Cục An toàn Thực phẩm Thông tin đã có công văn đề nghị Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa khẩn trương điều trị cho bệnh nhân và tổ chức điều tra xác định rõ nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm tại quán cơm gà Châm Anh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Cục An toàn thực phẩm nhận được thông tin về vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tại quán cơm gà Trâm Anh trên đường Bà Triệu, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, làm nhiều người có triệu chứng đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy, sốt và đang được điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn. Theo báo cáo nhanh của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, đến trưa ngày 14 tháng 3, số nạn nhân trong vụ nghi ngộ độc thực phẩm do ăn thức ăn ở quán gà trên đường Bà Triệu thuộc phường Phương Sài thành phố Nha Trang đã tăng lên 222 trường hợp, trong đó có trên 155 ca nhập viện điều trị. Theo lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh vẫn đang tiếp nhận các trường hợp nghi ngộ độc do ăn cơm, phở gà tại quán Trâm Anh. Phần lớn bệnh nhân đang điều trị có dấu hiệu sinh tồn ổn định. Trước tình hình trên, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế đã có công văn số 476 ATTP NDTT ngày 14 tháng 3 năm 2024 đề nghị Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân trong trường hợp cần thiết có thể xin hỗ trợ hội trận chuyên môn với bệnh viện tuyến trên. Tạm thời đình chỉ cơ sở nghi ngờ gây ngộ độc thực phẩm, Tổ chức điều tra xác định rõ nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm theo quy định, lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm chuyển gấp tới đơn vị kiểm nghiệm được chỉ định gần nhất để xét nghiệm, xác định rõ nguyên nhân và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng. Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở dịch vụ ăn uống đảm bảo vệ sinh, điều kiện an toàn thực phẩm, thực hiện nghiêm việc quản lý nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm, kiểm thực ba bước, lưu mẫu thực phẩm và vệ sinh trong các khâu chế biến tuyên truyền giáo dục cho người dân kiến thức an toàn thực phẩm và biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, thói quen không bảo đảm an toàn thực phẩm trong lựa chọn và sử dụng thực phẩm, không sử dụng thực phẩm không rõ nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ.